Chế chứ máy của nó là không có. Để tăng áp thêm. Máy nó là 115 mã lực nha, tháp turbo vô chắc khoảng được thêm vài chục nữa. Mình chơi hai cái bình, chắc mình sẽ đổi lên cái bình 200 ampere để mà đi xài cái máy này. Chưa gắn cái bộ, giờ hổm về thử nó đóng khói quá trời. Chưa nha, từ. Đây là mấy cái máy Isuzu mới nhưng cũng mình nha các bạn. Đặt xuống ghe đây. 2006 RPM là dòng tua đây. 115 mã lực. Máy Isuzu thủy, máy Nhật nha các bạn. Thì mình đã tháp được cái turbo vô luôn. Này là turbo độ nha, chứ máy nguyên bản của nó sẽ không có turbo. Dòng BG1 này nó không có turbo. Rồi, để đi. Cái hộp số này là hộp số là 3 tua máy nè. 2 tua 3. Hộp số là ban đầu của gin của nó là 3 tua máy mà. 3 tua. Giờ mình đã độ lại còn 2 tua 3 nha các bạn. Vậy. Số gin luôn. 3 tua 7. 3 tua 7 nhưng mà độ xuống là còn 2 tua 3. Nè. Ghi nè. Đây là số gin luôn nha các bạn. Quay ngược. 31. Giờ mình chạy đi cái máy đi. Đấy. Chạy thôi. Máy đi qua bên kia hả? Tao lại chứ. Mình gắn cái turbo của hãng Honset nha các bạn. Đây, mình đã độ turbo vô luôn rồi. Chuẩn bị độ cái. Nhìn đèn cái nha mày. Khởi động nó ra. Bây giờ lên đây các bạn.
Đồng ơi. Nấu vô cái bình ha, hai cái bình 120 MB nha các bạn. Ok. Nè, kích đề. Chơi đó. Khởi động đó. Quá ngọt. Vừa chạy vừa chỉnh lại nha các bạn. Cái máy này là mua